Ôi các bạn ơi, những chiếc xe công trình của mình đã va chạm vào nhau, hư hỏng rất là nặng luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa chữa lại. Và sau khi sửa chữa xong thì mình sẽ nhận được những phần thưởng ở đây. Thật là tuyệt vời nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa chữa nha các bạn. Mình sẽ sửa chữa trước chiếc xe này nha các bạn. Là một chiếc máy xúc các bạn ơi. Mình sẽ gắn cần cẩu vào nha. Gắn chặt vào các bạn. Ok rồi nha. Mình sửa thành công một chiếc máy xúc rồi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này hoạt động thử như thế nào nha các bạn. Wow, xúc cát rất là tốt luôn các bạn. Mình cảm thấy là tay nghề của mình ngày càng giỏi các bạn ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Ok rồi nha. Rồi, chiếc xe này có thể đi làm công trình được rồi đó các bạn. Rồi, cho chiếc xe chạy đi làm việc nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận được một phần thưởng nữa các bạn. Wow, lấy hộp quà này nha. Rất là to luôn nè các bạn ơi. Bên trong có rất là nhiều xe luôn ha. 1, 2, 3, 4 chiếc xe nè. Rồi, mình sẽ mở ra nha. Wow, 4 chiếc xe đầu thú luôn các bạn. Wow, mỗi chiếc xe là mỗi màu nè các bạn ơi. 1 chiếc nè, 2 chiếc nè, và 4 nha. Bây giờ mình sẽ xem chiếc nào trước đây. Mình xem chiếc này nha. Wow, chiếc xe này là chiếc xe chở thú đó các bạn. Bên trong có chở một con thú gì nè. Để mình mở ra các bạn xem nè. Là một con khủng long các bạn ơi. Wow, khủng long bạo chúa đó các bạn. Ở trong đây có một cái cây dừa đó các bạn ơi. Rồi mình sẽ bỏ lại vị trí ban đầu nha. Rồi đóng cái lồng lại các bạn. Đóng thật chặt vào nha. Để khủng long sống chuồng đó các bạn ơi. Nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy các bạn xem nha. Wow, chạy rất là lẹ luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ tiếp tục nha các bạn. Mình sẽ xem chiếc xe nào các bạn. Xe này nha. Wow, chiếc xe này có một cái đầu thú khủng long ba sừng nè các bạn. 1, 2, 3. Nhìn cặp mắt nè. Rất là ngầu luôn nha. Cả thân xe là màu xanh lá cây nha các bạn. Bên trong có chở một chú khủng long nè các bạn. Bây giờ mình lấy chú khủng long ra. Wow, chú khủng long này cũng ba sừng luôn các bạn ơi. Rất là ngầu nha. Rồi mình bỏ lại nha các bạn. Đóng lồng lại. Rồi cho chiếc xe chạy nha. Wow, chạy rất là lẹ luôn kìa. Ở đây còn 2 chiếc nữa nha các bạn. Wow. Rồi mình sẽ cho chiếc xe này chở thú về nhà nha. Ui ủi luôn các bạn. Rồi tiếp tục nào. Bíp bíp. Trời rất là vui các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ sửa chữa chiếc xe nào đây các bạn. Mình sẽ sửa chữa chiếc xe này nha. Chiếc xe này có cái thân xe rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Màu xanh lá cây nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu xanh dương nữa các bạn. Và cả màu đen luôn nha. Rồi mình sẽ cho bánh xe vào chiếc xe này nha. Mình sẽ chọn cái bánh xe này nha các bạn. Gắn bánh xe vào. Tiếp tục nào các bạn. Gắn cái bánh thật chặt vào nha. Rồi mình sẽ gắn bánh sau nha. Bánh xe bên đây nữa. Cái bánh xe dằng rất là xa luôn các bạn ơi. Rồi cho cái bánh xe này vào luôn. Ok nha các bạn, mình sửa thành công một chiếc xe nữa rồi nha. Đây là chiếc xe chở rác đó các bạn ơi. Chiếc xe này có nhiệm vụ là thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường đó các bạn. Wow, chúng ta không được vứt rác bừa bãi nha các bạn. Bên trong có một cái thùng rác nữa nè. Wow, cái thùng rác màu xanh và màu vàng rất là đẹp luôn các bạn. Đây, mình mở lên nè các bạn. Mình phải vứt rác đúng nơi quy định nha. Đấy, mở lên. Bỏ rác vào. Thay lại. Rồi, bỏ cái thùng này vào nha các bạn. Đóng lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe chạy đi thu gom rác nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận được phần quà đó các bạn. Phần quà này nha. Wow, bên trong mình thấy có một chiếc xe nè các bạn. Một người nhện nữa nha. Rồi lấy ra cho các bạn cùng xem với mình.
các bạn ơi. Ồ, bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn. Wow, người nhện đang cởi một chiếc xe nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này là xe địa hình đó các bạn. Ở đây có một cái tay nắm điều khiển rất là đẹp luôn nè. Giống như mà là một cái va lăng đó các bạn. Wow, đã quá các bạn ơi. Để mình khởi động chiếc xe lên các bạn xem nha. Khởi động lên. Ok rồi các bạn. Rồi, chạy nha. Ok kìa. Lùi lại. Wow. Ô, chạy đã quá các bạn. Chạy nào, chạy nào. Bíp bíp. Ủa luôn. Đã chưa? Lùi lại. Wow, người nhện lái xe hay quá các bạn ơi. Được chưa? Lặn luôn các bạn. Wow, hay chưa? Lùi lại nào. Wow, tới nào. Bíp bíp. Wow. Xe vòng luôn các bạn. Kìa. Người nhện lái rất là giỏi luôn nha. Wow, buông tay luôn kìa các bạn ơi. Wow, chơi rất là vui luôn các bạn. Thôi, bây giờ mình tạm thời thì mình sẽ tắt chiếc xe này nha. Rồi mình sẽ để đây nha các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ sửa chữa chiếc xe tiếp theo nha, để mình nhận được những phần quà mới bên kia nha các bạn. Mình sẽ sửa chiếc xe này nha các bạn. Wow, một chiếc xe có màu đỏ nè. Cái thân xe này mình không biết cái xe gì luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gắn nha. Gắn từng món vào. Đây mình sẽ gắn cái cần cẩu này vào nha. Wow, đây là một cái thang các bạn ơi. Mình có thể kéo dài ra nè. Thu gọn lại nè các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục gắn cái bánh xe vào nha. Đây, mình sẽ cho cái bánh xe màu trắng này vào các bạn. Ở đây có những con ốc nè các bạn. Đây, mình sẽ cho vào. Có một cái chục vít nha. Gắn chặt vào các bạn. Mình gắn được một bánh rồi nha. Tiếp tục, mình sẽ cho cái bánh này vào luôn. Cho con ốc vào các bạn. Rồi, gắn chặt vào. Rồi, mình còn hai bánh nữa thôi. Đây, một bánh, hai bánh. Cho vào luôn. Dặn con ốc vào các bạn. Rồi, dùng chục vít nha. Dặn nha, cứng lại các bạn. Ok rồi các bạn ơi. Wow, mình biết nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa đó các bạn. Còn thiếu một con ốc nữa nè. Để mình gắn vào đây nha các bạn. Cho thật là chặt nha. Gắn chặt vào các bạn. Để gơi gớt cái thang này đó các bạn ơi. Ok rồi nha các bạn. Đây là chiếc xe cứu hỏa đó các bạn. Có một cái thang rất là dài luôn. Cho anh lính cứu hỏa đưa lên cao nè. Xịt nước chữa cháy trên cao đó các bạn. Wow, hay quá đi. Rồi, cho chiếc xe này chạy đi chữa cháy nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận được một phần thưởng đó các bạn. Wow, mình thấy cái hộp này cũng khá là to nè các bạn ơi. Bên trong thì không biết chiếc xe hay là cái gì đây. Lấy ra nha. Wow, là một chiếc xe chữa cháy các bạn ơi. Wow, chiếc xe đẹp quá các bạn. Cả cái thân xe là màu đỏ nè. Có cả màu xám nữa nha các bạn. Wow, đầu cabin nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Có thanh chắn bảo vệ luôn nha. Trên đây thì có nhiều cái đèn nè. Có mấy cái nút nữa. Các bạn ơi, chiếc xe này tự hoạt động nè. Tiếng đề máy đó các bạn. Để mình bấm nút giữa nha. Wow, cái tiếng xe cứu hỏa kìa các bạn. Tiếng xe này để ưu tiên đó các bạn ơi. Cho những chiếc xe khác nhường đường cho mình chạy đó các bạn. Kèn. Wow, hay quá. Wow. Ở đây có một cái thang nè các bạn. Rất là dài nha, để mình kéo dài cho các bạn xem. Hay chưa các bạn. Có một cái tay này để mình nâng cái thang lên nè các bạn. Nè. Nâng cái thang lên cao nè các bạn.
để mình chữa cháy cứu quả trên cao nha. Rồi hạ cái thang xuống nha các bạn. Rồi ở đây thì có một cái sợi dây nè các bạn, sợi dây này là cái ống nước các bạn ơi. À, để mình xịt nước á. Trước đây là một cái súng nè, à, súng để mình bắn nước đó các bạn. À, bây giờ mình thu lại nè, rồi mình sẽ bắn nước cho các bạn xem nha. Đây cái đây là cái hệ thống để mình bơm nước nè các bạn. Wow, nè các bạn xem nè. Wow, bắn nước rất là xa luôn các bạn ơi. Wow, thấy chưa? À, bây giờ mình sẽ nâng cái thang lên, nâng lên. À, bơm nước lên nha. Wow, chữa cháy nha các bạn. Wow, à, chữa cháy rất là giỏi luôn các bạn. À, chỗ nào có cháy thì sẽ gọi cho mình nha các bạn. 114 nha, mình sẽ đến ngay, mình sẽ chữa cháy nha các bạn. À, bơm nha các bạn. À, và cái này có một cái công dụng nữa các bạn. Ừ, khi mà trời nắng đó các bạn, mình có thể xịt nước nè. À, cho mát nha. À, mình sẽ rửa những chiếc xe này luôn. Wow, sắp hết nước rồi các bạn ơi. À, hay chưa các bạn? Wow, cái súng này im quá à. Rồi, mình sẽ xếp gọn cái chiếc xe này lại nha các bạn. À, rồi, cho chiếc xe này chạy đi chữa cháy nha các bạn ơi. Wow, trời vui quá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sửa chiếc xe này nha các bạn. Ồ, có bánh xe rất là to luôn nè. À, cái thân xe cũng to nữa các bạn ơi. Không biết đây là chiếc xe gì đây. Để mình gắn cái bánh vào trước đã. À, tiếp tục mình sẽ gắn cái bánh đây luôn. À, được bánh trước rồi. Mình sẽ gắn bánh sau nha. Cho đúng vị trí vào các bạn. À, được rồi nha. Ồ, rồi mình sẽ gắn cái bồn vào nha các bạn. Đây có một cái bồn to này các bạn. Wow, được rồi nha các bạn. Wow, là một chiếc xe bồn trộn bê tông làm công trình đó các bạn ơi. Wow, chiếc xe to quá à. Rồi cho chiếc xe chạy đi làm việc nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục sửa chiếc xe này luôn. Mình sẽ nhận được một phần thưởng to ở đây nha các bạn. À, các bạn nhớ đón xem cuối clip của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái trục này vào nha. À, gắn bánh xe vào đây nữa. Mình sẽ cố gắng làm thật nhanh nha các bạn, để mở bộ đồ chơi này ra các bạn cùng xem. Ok rồi nha các bạn. À, wow, đây là một chiếc xe của cảnh sát đó các bạn ơi, để dành chở tội phạm nha. À, tội phạm bỏ vào đây nè các bạn. À, rồi mình đóng cửa lại. Rồi cho chiếc xe chở tội phạm đi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau mở cái bộ đồ chơi này ra các bạn cùng xem. Wow, bộ đồ chơi này to lắm nè các bạn. Wow, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. 1 chiếc xe, 2, 3, 4, 5 chiếc xe và 1 chiếc trực thăng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe này ra trước nha. Wow, là một chiếc xe bus đó các bạn. Để chở cảnh sát nha các bạn. À, có từ police nè. Wow, chiếc xe màu trắng nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy nha. Wow, rồi mình sẽ lấy chiếc xe này luôn. Ô, là một chiếc xe cứu quả thang đó các bạn. À, có một cái thang rất dài nè. À, đưa lên cao nè các bạn. Ở đây thì có một cái chân nè các bạn, giữ vững chiếc xe nha các bạn. Wow, hay chưa? Thôi mình sẽ xếp lại nha. À, rồi cho chiếc xe chạy đi chữa cháy nha. Wow, còn nữa nè các bạn. Ô, đây là một chiếc xe cứu thương nha các bạn. À, 120. Wow, để dành chở cảnh sát đi cứu thương các bạn. Rồi cho chiếc xe chạy đi nha. Wow, chạy rất là lẹ luôn các bạn ơi. À, mình sẽ lấy chiếc máy bay này ra. Wow, nói đúng hơn đây là một chiếc trực thăng lên thẳng nha các bạn. Oh, có màu trắng nè. À, có cái cánh nè các bạn. À, màu xám xám nha. Rồi mình sẽ kéo ra các bạn xem. Ô, bị kẹt gì nè các bạn. Wow,
vẫn còn quay được nha. À, rồi mình sẽ cho chiếc trực thăng này đi tuần tra nha các bạn. Rồi mình sẽ đáp lên đây nha. À, đáp lên chiếc xe bus nha các bạn. Rồi ở đây mình còn hai chiếc xe nữa nè, sẽ lấy ra luôn nha. Một chiếc nè, hai chiếc. Wow, đây là một chiếc xe của cảnh sát nè các bạn. Xe này chạy địa hình nha các bạn. À, đồi núi mình vẫn chạy được luôn nha. Ở phía trước thì có một cái hệ thống để bảo vệ đầu cabin nè. Wow, nhìn chiếc xe đẹp quá à, các bạn ơi. À, bánh xe thì có rất là nhiều gân luôn. Chạy được mỗi địa hình luôn các bạn. Rồi mình sẽ cho chiếc xe này chạy các bạn xem. Wow, đó hay chưa. Rồi chiếc xe cuối cùng nha các bạn. Bíp bíp. Ồ, đây là một chiếc xe chữa cháy cứu hỏa đó các bạn. Có một cái súng nè các bạn. À, súng này để bắn nước nha. À, bắn nước nè các bạn. Rồi cái thùng này là để chứa nước nè. À, rồi mình sẽ cho chiếc xe này chạy đi chữa cháy cứu hỏa nha các bạn. Wow, hôm nay mình chơi rất là vui luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ gom những chiếc xe đem về nha. Và hẹn các bạn video tiếp theo của kênh mình nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye các bạn.